Hello cả nhà, và tối nay em sẽ làm một bộ nail móng ngắn về design với gel nhé. Tại vì mình làm với bột hoài cho nên là hai ngày hôm nay và phải nói là tuần này luôn em sẽ làm với gel. Và trên đây là cái bộ móng design đơn giản mà mình mới vừa làm xong nè. Mọi người thấy là cái màu này dễ thương không? Bây giờ nó là màu xám đậm phải không? Em sẽ nhúng vào trong khi màu lạnh thì nó đậm. Giờ trột trột nó ra ngoài đây. Xong mình nhúng vào trong nước ấm thì mọi người sẽ thấy nó lợt đi nhiều nè, nó đổi liền hoàn toàn luôn. Giờ compare là ngón này và ngón này là mọi người xem hai cái màu nó khác xa nhau rồi đúng không? Nhúng hết bàn tay luôn em, đó nó đổi rất là nhanh và lợt lại liền. Rồi giờ nhả nước này ra bên ngoài một cái. Rồi giờ mình sẽ nhúng vào trong đây, nước này là nước lạnh ha. Nhúng vào thì mọi người thấy là nó đổi sang màu xám liền nè, dễ thương không? Mình sẽ để hai ngón tay để cho nó không có đổi màu, tại vì hai ngón design. Còn tất cả các còn lại đó thì nó sẽ đổi màu rất là nhanh, và cái màu hôm nay em chọn là cái màu tông xám xanh. Cho nên nó ra dễ thương lắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Trời, trả lại hai cái tô về bên kia. Cho em nửa miếng khăn giấy. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn luôn cái cách làm móng ngắn mà móng o mình kiểu này, tại vì hôm nay mình cứ đắp móng coffin hoài, đắp móng dài hoài, thì hôm nay mình sẽ làm móng ngắn xuống để cho mấy anh chị coi cái cách đắp móng ngắn và giũa rồi như thế nào. Thì cho chị mượn cái bàn tay đi. Thì cái móng của mình nó hôm nay nó ngắn ngắn dễ thương lắm. Không phải nói là ngắn ngủn nhưng mà nó ngắn cũng vừa vừa. Mấy cái ngắn kiểu này thì khách Mỹ trắng họ xài nhiều. Rồi bây giờ em sẽ cắt ở bên đây và làm shape từ đầu luôn để cho mọi người coi ha. Rồi. Hello, hello người đẹp. Hello Vicky em. Em cắt tương đối thôi, để mà mình phải đo với bên kia nữa thì mình mới bắt đầu mình làm nó đúng cái size được. Tại nếu mình cắt quá rồi, em sợ nhất là cắt mà lỡ tay đó, cắt nó bị hơi ngắn quá xong hồi nữa mình không có sửa được đó. Cái này là mọi người thấy là cái móng này rất là ngắn nhưng mà tính ra nó cũng không có ngắn lắm, thấy không, nó bằng với nhau nè, còn muốn ngắn hơn người ta một chút nữa đó. Nó là thấy ngắn vậy chứ không có ngắn đâu. Rồi tương đối vậy là vừa luôn á. Và mình sẽ cần một cây kéo, tại vì cái móng này mình sẽ, hello chị Tâm, mình sẽ không có cắt bình thường á. Em hướng dẫn là móng nhọn thì mình sẽ cắt từ chính giữa cắt ra, nhưng mà đối với cái móng này nó nhọn nhưng mà nó hơi bầu bầu cho nên là mình sẽ cắt, mình chừa cho nó ra hai bên nó còn hơi mập mập. Mình vẫn cắt
the heart. Did we fit in? It's warm. Ok, rồi bây giờ cho coi hình trước khi nhúng. Nó rung rồi. Chuẩn bị nhúng cái tay vào nước nóng mà mới vừa quay microwave lấy ra nó rung rồi. Rồi mấy anh chị thấy là cái ngón này nè, bên này nó lạnh hơn, cái bên này mình mới vừa hơi đèn cho nên nó nóng thiệt cái mà. Oh my god. Cái màu của nó, hai cái màu nó khác nhau mấy anh chị thấy không? Và hai mẫu này là hai mẫu vẽ rất là đơn giản cho mình làm. Rồi bây giờ em cho mọi người coi nó đổi màu ha. It's not that bad em. It's very good. Warm. Rồi ở đây em sẽ có một tô nước nóng và tô nước lạnh để cho mình coi cái màu nó chen nhanh cỡ nào và nó ra đẹp làm sao ha. Rồi ok. Để chị thả lấy cái phone nó ra luôn nhé. Rồi bây giờ sẽ bỏ hai bàn tay luôn. Put two together. Together. Để vậy nè. Rồi cái này là nước nóng nha. Đó mấy anh chị thấy là khi nhúng vào nước nóng là cái màu của nó ra lợt liền phải không? Rồi bây giờ lấy ra. Nhúng qua nước lạnh. Nó xám lại liền. Mọi người thấy là khi qua lạnh nó xám lại không? Rồi bây giờ qua nóng một cái nữa. Đó nó đổi rất là nhanh và đẹp. Dễ thương lắm. Bởi vậy đó là tại sao mà em thích cái mood gel gel là vậy. Mày nhúng vào cái đầu vậy thôi. Để nhìn cho nó giống như là cái ombre vậy đó. Và bình thường á, tại vì cái này mình mới làm, mình mới nhúng nước á, cho nên là mình sẽ không thấy nó ombre. Còn bình thường á, thì cái phần mà nó có nhiệt độ của cơ thể của mình thì nó sẽ là màu lợt. Còn cái phần đầu móng nó sẽ là màu đậm. Đưa chị xin cái tay kia luôn. Thì nó sẽ ra cái móng nó tự nhiên, nó ombre hai màu cho mình. Và cái này là khi mình nhúng thì nó sẽ bị gắt. Này ngày mai em nhờ người mẫu chụp hình cho mình coi ha. Đó thì đây là cái cách làm móng ngắn của mình và cách đắp móng ngắn nhanh. Sơn vẽ gel, dạo này em quay lại với vẽ gel nhiều hơn. Và mood gel gel để cho mình coi cái hai màu nó gel nhanh thế nào và đẹp thế nào. Rồi thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi và giúp em share video nhé. Hẹn gặp lại mấy anh chị vào video kế tiếp và good night.